Bệnh vẩy nến là một bệnh da mạn tính thường gặp do tăng sinh tế bào và viêm. Tổn thương da đặc trưng thường gặp là những mảng màu đỏ bề mặt tóc vẩy, giới hạn rất rõ với vị trí phân bố thường ở mặt duỗi của khi và da đầu. Ai có thể bị vẩy nến? Khoảng 1-2% dân số thế giới mắc bệnh vẩy nến. Mọi lứa tuổi đều có thể bị vẩy nến, tuy nhiên, bệnh thường khởi phát trong khoảng từ 1-3-0 tuổi. Nam và nữ đều mắc bệnh như nhau. Tại sao bị vẩy nến? Nguyên nhân thật sự của vẩy nến vẫn chưa rõ, nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy vẩy nến có liên quan đến và rối loạn miễn dịch ở cơ thể người bệnh, từ đó dẫn đến các tế bào da tăng sinh rất nhanh và bất thường. Ngoài ra, một số yếu tố môi trường cũng có phần khởi phát, thúc đẩy cũng như làm nặng thêm bệnh vẩy nến. Các yếu tố đó gồm trừ chấn thương. Vẩy nến có thể xuất hiện ở những da bị chấn thương, thậm chí cả những vết dày xước nhẹ. Trừ nhiễm trùng. Nhiễm trùng đường hô hấp trên do liên cầu trùng như viêm họng. Viêm có thể gây khởi phát vẩy nến do một dạng vẩy nến hoặc làm nặng thêm tình trạng bệnh vẩy nến hiện mắc. Nhiễm cũng làm nặng thêm bệnh vẩy nến. Trừ thuốc, một số thuốc có thể gây khởi phát hoặc làm nặng thêm bệnh vẩy nến như thuốc điều trị cao huyết áp, ức chế men chuyển, trừ kháng sốt rét tổng hợp, một số kháng viêm và buồn phiền, lo lắng, giận dữ thường dễ làm bùng phát và nặng thêm bệnh vẩy nến. Trừ thời tiết lạnh và khô dễ gây bùng phát bệnh vẩy nến. Thời tiết nắng nóng và ẩm thường làm giảm nhẹ bệnh. Tuy nhiên, một số người thường bùng phát bệnh nặng hơn khi tiếp xúc với nắng. Vẩy nến nhạy cảm ánh sáng, trừ rượu và thuốc lá, làm nặng thêm bệnh vẩy nến. Vẩy nến biểu hiện như thế nào? Vẩy nến thường biểu hiện dưới dạng những mảng màu đỏ chóc vẩy ở bề mặt, giới hạn rất rõ, vị trí có thể bất kỳ, nhưng thường gặp nhất là da đầu, cùi chỏ, đầu gối, vùng xương xiêm. Người mắc bệnh vẩy nến thường không ngứa, tuy nhiên một số có thể ngứa châm xích, hỏng lóc. Những trường hợp nặng, người bệnh có thể xuất hiện nhiều mụn mủ hoặc đỏ da toàn bộ cơ thể. Ngoài tổn thương da, một số người có thể bị tổn thương móng với biểu hiện móng có nhiều vết lõm hoặc đổi màu vàng nâu hoặc móng dày hoặc hư toàn bộ móng. Các dạng vẩy nến có rất nhiều dạng, nhưng vẩy nến mảng là dạng thường gặp nhất. Các dạng vẩy nến gồm trừ vẩy nến mảng, trừ vẩy nến dọc, trừ vẩy nến đỏ da, trừ vẩy nến xốp, trừ vẩy nến mủ. Làm thế nào để xác định bệnh vẩy nến? Vẩy nến được xác định chủ yếu bằng thăm khám bác sĩ chuyên khoa da, khám trang thương da móng và vị trí tổn thương sẽ xác định chính xác bệnh vẩy nến. Trong trường hợp không rõ ràng, bác sĩ sẽ sinh huyết vùng da tổn thương để có chẩn đoán chính xác. Không có xét nghiệm máu hay nước tiểu có thể giúp chẩn đoán bệnh vẩy nến. Vẩy nến có lây không? Vẩy nến không lây từ người bệnh qua người khác cũng như không lây từ vị trí này sang vị trí khác trong cơ thể người bệnh. Tuy nhiên, vẩy nến ngày nay nhiều nghiên cứu cho thấy có tính di truyền. 10% con mắc bệnh nếu bố hoặc mẹ bệnh. 40% con mắc bệnh nếu cả bố mẹ đều bệnh. Vẩy nến có những biến chứng gì? Vẩy nến là một bệnh không ổn định. Nếu không được chăm sóc và điều trị đúng, người bệnh có thể bị các biến chứng sau: trừ đỏ da toàn thân, trừ vẩy nến mủ, trừ viêm khớp, trừ nhiễm trùng da, trừ nghiện rượu thuốc lá, trừ tổn thương gan do thuốc rượu, trừ
một số nghiên cứu gần đây cho thấy bệnh nến là yếu tố nguy cơ đối với hội chứng chuyển hóa và bệnh tim mạch, nghĩa là dễ mắc hội chứng chuyển hóa và bệnh tim mạch hơn, nhất là đối với những người bệnh nến nặng. Điều trị bệnh vẩy nến bằng y học cổ truyền tại tỉnh Tum. Bên cạnh những phương pháp chữa bệnh vẩy nến nêu trên, ở Việt Nam, nhiều bệnh nhân vẫn chọn cách điều trị bằng thuốc y học cổ truyền. Đây là những bài thuốc được đúc kết bởi kinh nghiệm từ lâu đời của cha ông ta, nên hoàn toàn phù hợp với cơ địa của người Việt, tránh được nguy cơ phản ứng hay dị ứng. Điểm mạnh của bài thuốc y học cổ truyền là sự lành tính và hiệu quả lâu dài, với thành phần là những cây thuốc quý trong dân gian. Hiện tại, chúng tôi có một bài thuốc bí truyền từ nhiều đời nay của cha ông, cùng với quá trình thiết xuất quản lý nghiêm ngặt. Thuốc được sử dụng đơn giản, không gây kích ứng da, đặc biệt là hiệu quả không bị phát sau khi đã điều trị khỏi bệnh, đang được người bệnh